can attack the space. We said that that could work. In the V-League, unfortunately, it didn't work so well with the results, but the performance was not that bad. And today, again, we got both the performance and the results, and that's why we are happy. Các bạn, với sự thay đổi của thay thế của Leo và Đình Bắc đối với Alan thì nó không phải thực sự là một cái sự thay đổi tốt nhất, bởi vì là Alan là một bộ cầu thủ khác, là được tiền đạo mục tiêu trong vòng cấm, có những cú dứt điểm tốt, có khả năng chơi đầu tốt và tận dụng cơ hội rất là tốt. Tuy nhiên tôi nói chuyện với Leo rất là nhiều về cái sự chuẩn bị tâm lý và thay thế này, bởi vì Leo thì không phải là được tiền đạo thực thụ, nhưng mà chúng tôi cũng có những cái cách mà bố trí để mà Leo có khả năng phát huy khả năng của bản thân mình. Ngoài ra chúng tôi còn những cầu thủ như là Levando hoặc là Đình Bắc là những cầu thủ rất là nhanh và những cầu thủ chiếm những khoảng không rất là tốt. Chúng tôi cũng đã có được sự chuẩn bị tốt. Cũng như các bạn nhớ lại thì Leo cũng đã ghi bàn trong trận đấu gặp Hải Phòng và hôm nay chúng ta đã tiếp tục ghi bàn, nhưng mà đó không phải thực sự là sự thay thế hoàn hảo, và chúng tôi vẫn phải tiếp tục thích nghi với cái lối chơi khi mà không có tiền đạo chủ lực. Và tôi hy vọng là từ trận đấu một chúng tôi sẽ có những sự tiến triển và phát huy tốt hơn. A forma nova de jogar, mas que nós já tínhamos conversado, que o Sábio fez essa função, e já não é que não vinha não fazendo ela bem, já vinha fazendo ela bem, já tinha feito o gol com o Taipong, inclusive, mas que a gente não ganhou os resultados que nós queríamos, mas a gente não sabia que podia funcionar, e hoje a gente, e hoje funcionou. Então, quer saber o que tu acha disso, dessa adaptação do time, que ele se adaptar a jogar assim, em certa maneira, de difícil. Essa nova defesa também, acho que a gente tem que se adaptar ao que você pede, ao que o jogo pede, né? Tentar se adaptar o mais rápido possível para estar sempre fazendo melhor pelo clube, pela equipe, e a equipe tentando ajudar sempre. It's also new for him, but he needs to adapt, he needs to follow the instructions. From our coaching staff, and then always do the best for the team and for the club to make it work, and that is what we see. Rất là khó để mà có thể hòa nhập ngay với cái vị trí này, nhưng tuy nhiên là tôi vẫn đang tìm cách thích nghi với cái vị trí này và tuân thủ theo những cái sắp xếp về cấu trúc đội hình cũng như là các chỉ dẫn của huấn luyện viên và ban huấn luyện để nỗ lực và làm tốt nhất cái nhiệm vụ của mình cho đội bóng cũng như là cho câu lạc bộ. Câu hỏi cho huấn luyện viên, đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải mà Công an Hà Nội sẽ sạch lưới. Vậy thì trong những ngày vừa qua thì ông đã làm gì để cải thiện hàng thủ và vai trò của Nguyễn Philip đối với việc vận hành hàng phòng ngự của ông như thế nào? This is the first game in the new season Công an Hà Nội clean sheet. So what did you do for the defender system to win? And what is the position of the Philip in this? We are trying to work very hard every day. We know how important it is also for the goalkeeper, for the defenders to get some clean sheets, to get some confidence that we are defending well, and especially in the defensive transitions, because we play a very offensive game, and this is what we are doing every day at the training, trying to find the right position, where to be, trying to show the videos, how to move, when we lose the ball, where to stay. This is our daily work. This is what we, this is our job, our passion, and today we are happy that we really could concede very, very few chances. Now we are standing very good. We are always in good positions for the second balls, good positions when we lost the ball, and that will help also the defenders and will help also Philip to get confidence. We ask a lot from him. We always ask him to play with us with the ball. Yeah, that's not always easy for the goalkeepers, but he's doing a great job, and we are very happy that he got the clean sheet, and we hope that many more are coming. Các bạn, để chuẩn bị cho cái sự chuẩn bị này, chúng tôi đã tập luyện rất là chăm chỉ và làm việc tối đa trong buổi tập hàng ngày, và chúng tôi cũng đã có những phương án chuẩn bị sau những trận vừa qua. Chúng tôi đã phân tích video, chúng tôi đưa ra các chỉ dẫn cho các cầu thủ và đâu là vị trí cần phải chạy vào, đâu là các vị trí sắp xếp như thế nào, và chúng tôi sẽ được chơi ra sao ở cái hệ thống phòng ngự
ngay cả với những vai trò của Philip mà khi mà phải sắp xếp thủ môn với yêu cầu mà Philip sẽ phải chơi bóng và chuyển cái bóng từ phía cuối sân cũng là một điều khó khăn đối với các thủ môn. Tuy nhiên là tôi tin rằng là Philip đã làm được rất là tốt và chúng tôi đang được chăm chỉ và có những cái hướng dẫn và đã có những cái sự chuẩn bị rất là cụ thể và các phương án về tổ chức phòng ngự cũng như là tổ chức chuyển đổi trong những tình huống mà mất bóng từ xong tình huống tấn công. Bởi vì các bạn biết rằng là trận đấu này chúng tôi đã chơi theo một xu hướng rất là tấn công rất là cao, do vậy những tình huống mà chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho các cầu thủ, trong đó cái vai trò của Philip là người tổ chức cái các tình huống mà triển khai bóng từ phía cuối sân rất là quan trọng và tôi tin rằng là chúng tôi đã làm tốt và cái sự tự tin lại cái điều này cũng mang lại sự tự tin cho Philip cũng như mang sự tự tin cho toàn đội để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo. Đinh Bắc mới gia nhập mà câu lạc bộ Hà Nội nhưng mà anh ấy đã thể hiện một sự hòa nhập rất là tốt, bằng chứng là hôm nay có ghi bàn thắng quả với bộ đội Leicester City Sheffield. Vậy thì với tư cách là một vận viên đã từng đối đầu với cả đội tuyển Việt Nam thì ông có nghĩ rằng là Đinh Bắc sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới cải thiện được sức mạnh hàng công hay không? Đinh Bắc was a new player and just joined the team, so look like he adapted to the team very well. So as coach faced with Vietnam national team already, so do you think Đình Bắc would be the good solution for the attacker for Vietnam national team in the future? The boy is amazing. I think he is the next one. He's a gem, I could say. He works very hard also at the training. He's very fast. He can shoot with both legs. We are very happy to have him here. We are very happy that the club got him, that I am here. And I think today I saw the coach was here, and I hope that you will give him, of course, the chance, because from what I see now, just in a couple of weeks, I believe that this is your next very, very good player. Các bạn, Đình Bắc là cầu thủ trẻ mới gia nhập câu lạc bộ Hà Nội, tuy nhiên là với sự hòa nhập của Đình Bắc và tôi có thể nhận thấy cầu thủ này đây là cầu thủ tập luyện rất chăm chỉ trên các sân tập hàng ngày và là cầu thủ nhanh nhẹn và có khả năng sút bóng tốt và tôi tin rằng là cầu thủ này sẽ là một cái bước phát triển tiếp theo rất là tốt trên đội tuyển. Hôm nay các bạn có thể thấy rằng là có huấn luyện trưởng của đội tuyển có mặt ở đây và tôi tin rằng là trong tương lai đây sẽ là một cầu thủ Thank you very much. Tuy nhiên là sau bàn thua đầu tiên, đội vẫn rất là tập trung, vẫn chơi rất là chắc chắn. Tuy nhiên là kể từ bàn thứ hai trở đi, mọi thứ đã không theo ý muốn của đội bóng. Câu hỏi tiếp theo. Ông có thể cho biết là ông đánh giá sao về ngoại binh của công an đội cũng như là Leicester City Sellers, đúng không? Câu hỏi tiếp theo. Theo nhìn đâu là vấn đề lớn nhất mà đội ông gặp phải trận đấu này dẫn đến trận thua đậm nhỉ? That's the summary of the game, and I think honestly that we should have done a little bit more better on the ball because there were a lot of spaces to play, but we couldn't find them. So that's the summary. Như tôi đã trả lời đi trước thì chúng tôi đã để thua quá nhiều bàn thắng, quá nhiều bàn thua một cách rất là dễ dàng. Điều đó đã kéo tinh thần của đội đi xuống và sau đó trận đấu đã không thể biến. Tôi Hà Nội đã chơi như một tập thể rất là gắn kết. Tôi không thấy cầu thủ nào nổi bật, nhưng mà tôi đánh giá rất cao tình hình đội của hai đội. Hai trận đấu
trận đấu đầu tiên thì đội ông chưa có điểm số nào thì ông nghĩ gì về cơ hội của đội ông ở cái bảng thứ này? No, I mean, of course, we still have three games, two of them home. And we also play in the Asian Champions League, so there's a lot of fronts where we play it, so it's going to be tough for us, especially with such a small selection. And yeah, we have Sunday again, a very tough match in the competition, and then we play Champions League next week, so there's no time to really mourn about this game, we have to prepare. Chị bác chúng tôi trong thể thức sắp, giải đấu sắp này vẫn còn 3 trận nữa, tuy nhiên là lực lượng chúng tôi vẫn chưa được đảm bảo, như tôi đã nói ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu là các cầu thủ đang được tập để đi thi đấu các giải quốc tế, thì và hơn nữa là chúng tôi cũng sắp thi đấu ở giải Champions League châu Á, cho nên là cầu chúng tôi vẫn có nhưng mà sẽ rất là nhiều.